Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nấu Nướng Ăn Thật Sướng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món giò heo chiên giòn nha. Đây là cái giò heo của mình mua nguyên cái giò heo như vậy nè các bạn. Các bạn thích làm nguyên cái cũng được, hoặc có thể làm ngay cái khúc đó, cái khúc nạc như vậy cũng được ha. Và hôm nay mình có một ít cái hương để ướp vào trong cái giò heo này, để có gốc ngò nè, hành tím nè, hành baro, cần và tiêu xanh nha. Ngoài ra mình còn ăn kèm với đồ chua hoặc là kim chi nha các bạn, và một ít gia vị để ướp. Chút mình sẽ giới thiệu cái định lượng nha. Còn đây là cái muối hạt nè, cái muối hạt chút nữa mình sơ chế cái giò này, mình ướp vào cái giò này, chút mình sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn. Đây mình có 200g muối hạt. Ngoài ra mình còn cần có thêm giấy bạc để chút nữa mình quấn cái giò lại để hấp nha các bạn. Và hôm trước đó, có một số bạn hỏi mình là nếu mà không có cái cân định lượng thì làm sao biết làm. Thì hôm nay nhân tiện đây mình cũng mua được cái này nè, cái muỗng định lượng á. Các bạn cũng có thể mua những cái này ở siêu thị á, nó có cái thông số trên cái muỗng này. Mình mua ở siêu thị hoặc là những cái tiệm làm bánh á đều có nha các bạn. Cái này cũng rẻ lắm, mình mua có 20.000 thôi à. Các bạn không có cân thì mua cái này để định lượng cho nó chính xác ha. Thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn làm chính xác. Bây giờ cái giò heo của mình mua về thì mình phải rửa cho sạch, rồi mình sẽ lóc cái xương ra nha các bạn. Nó có một cái xương giữa nè, mình sẽ lóc xương ra, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lóc nha. Mình sẽ đi dao luồn sát vào trong cái xương á, để tránh nó bị rách da nha. Đó, các bạn thấy không? Mình cứ đi dao sát vào xem xương để mình lấy được hết cái phần thịt và không có bị rách cái phần da của mình. Để chút nữa mình bó lại á, mình hấp và đem chiên á thì nó sẽ đẹp hơn ha. Mới lấy thì nó cũng hơi khó đó các bạn. Này nó có những cái đường gân rồi trong đó, các bạn cứ cắt sát cho cái cục xương là được à. Còn bạn nào mà không có thời gian mà để về lắp xương á, thì các bạn đi ra cái chỗ bán thịt á, mua và nhờ người ta lóc giùm mình luôn nha các bạn. Cái cách làm này thì mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết. Nên cái video của mình nó hơi dài, và mình cũng đã chia ra làm hai cái clip để hướng dẫn cho các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip mà hướng dẫn cho bạn lóc xương nè, với lại hấp cái giò ha. Còn clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chiên cái chân giò của mình. Các bạn thấy không, mình cứ đi luồn dao xuống từ từ, móc mấy cái gân cắt sát vào xương là được rồi ha. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn rất là chi tiết nghe các bạn. Cái món này mình sẽ hướng dẫn từ đầu tới cuối, từ cái lúc mà mua cái chân giò về, lóc xương và ướp muối cho cái chân giò. Tại vì mình cũng có tham khảo những cái clip người ta hướng dẫn cho các bạn, nhưng mà không có ai hướng dẫn cho các bạn ướp muối vào cái chân giò hết nha. Mình phải có cái công đoạn này, ướp cho cái thịt giò và cái da giò, da của cái giò này nha.
đây là cái khớp của nó rồi đó các bạn. Đó, mình luồn dao cứ từ từ cho nó lấy cái khớp ra. Dưới đó nó còn có một cái khớp nữa, nhưng mà mình sẽ lấy tới đây thôi nha. Các bạn nào thấy thích lấy hết cái xương ra luôn thì luôn, lấy khúc dưới thì nó hơi khó chút. Đó, các bạn thấy không, mình đã lấy được cục xương rồi nè. Cái xương này thì mình dùng để hầm nấu canh hoặc nấu gì đó nha các bạn. Đó, wow, mình đã lấy được rồi nè. Đó, các bạn thấy chưa, cũng đơn giản lắm ha. Rồi giờ heo của mình đã lóc xương xong, bây giờ mình sẽ ướp muối nha các bạn. Mình ở đây mình xài 200g muối hộp, các bạn có thể xài nhiều cũng được. Tại vì mình ướp vào đây xong một chút nữa mình sẽ rửa sạch cái muối này, nó không phải để nguyên vậy nha các bạn. Nên các bạn có thể xài nhiều cũng được, không sao hết, không cần phải định lượng cái lượng muối hạt này đâu. Đó, các bạn thấy không, mình ướp, mình sẽ xoa lên cái phần thịt bên trong trước. Với cái ướp muối này thì mình sẽ ướp với cái giò này khoảng 15 phút. Các bạn nhớ nha, ướp 15 phút. Bên trong mình sẽ ướp 7 phút và bên ngoài cũng tầm 7 đến 8 phút ha. Giờ mình sẽ ướp bên trong trước. Cho tất cả cái số muối này vào, chà sát vào cái phần thịt. Ướp đó, để đó là 7 phút ha. Các bạn thấy mình làm không? Xong 7 phút ướp cái giò này thì mình sẽ lộn lại và mình sẽ ướp bên ngoài cái da 7 đến 8 phút nữa là ok nha các bạn. Rồi mình sẽ rửa lại cho nó sạch sẽ ha. Rửa sạch hết cái muối này. Sau 15 phút thì các bạn nhớ rửa sạch lại nha. Nè đó các bạn thấy không, giờ mình sẽ đắp muối lên cái phần da heo này nha các bạn. Vậy là xong ha. Này giò của mình ướp xong nè, rửa sạch nè. Đó, rửa sạch bên trong các bạn nhớ nha. Rửa và sờ kỹ những cái bên trong này cho nó đừng có dính muối trong đó nha. Và bây giờ mình sẽ sơ chế cái nguyên liệu nè, những cái hương này để mình đi ướp vào chân giò nha các bạn. Hành tím mình xài đây là 50g nha. Mình cắt dối để cho cái chút nữa mình còn đem đi xay nữa. Ở đây thì mình có một cọng cần tây. Cần tây này mình cũng xài 50g luôn. Gốc ngò là các bạn, gốc ngò mình có mình sẽ xài 50g nha các bạn. Ở đây nó mình có chưa tới nha các bạn, xài nhiều xíu thì nó sẽ thơm hơn. Còn đây là Baro cũng 50g luôn. Và mình có thêm ở đây là tiêu xanh. Tiêu xanh này mình có 20g nè. Các bạn nhớ là rửa thiệt sạch và tuốt ra, tuốt hạt ra, đem đi xay tất cả cái hương này để chút mình cho vào trong cái giò để nó thơm nha các bạn. Giờ mình sẽ đem cái hương này đi xay nha, cộng với cái gia vị. Mình cho hương này vào trong cái cối xay nè. Và mình sẽ cho vào đây cái gia vị nha các bạn. Đây mình có là 15g muối nè. Này là đường mình có 15g luôn nha các bạn. Và bột ngọt mình có 35g. Ngoài ra thì mình có thêm giấm. Giấm gạo mình có 20g. Và mình còn cho nước vào đây
trong cái hương và cái gia vị như thế này thì mình sẽ cho vào đây là 400g nước. Để mình xay mình ra mình có được cái hỗn hợp như vậy để mình ngâm cái chân giò vào ha. Bây giờ mình sẽ lận cái phần thịt ra mình ngâm trước. Các bạn mà có cái tô, cái thố gì nhỏ nhỏ các bạn ngâm cho nó ngập luôn. Chân giò này mình sẽ ngâm vào cái hỗn hợp hương và gia vị này trong vòng 20 đến 30 phút. Mình sẽ ngâm ở bên trong trước, bên trong thịt thì mình sẽ ngâm ví dụ tầm khoảng 15 phút và mình sẽ lộn ra và mình ngâm ở bên ngoài da như thế này là 15 phút nữa ha. Rồi bắt đầu mình cuốn giấy bạc và đem đi hấp. Mình cũng đã chuẩn bị cái nồi nước sôi rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ cuốn cái chân giò và đem hấp chín thôi. Mình hấp thì nó hơi lâu nha các bạn. Với cái chân giò này mình sẽ hấp tầm 1 tiếng rưỡi nha các bạn. Đó là hấp với cái bếp ga của mình. Còn các bạn nào muốn nhanh hơn thì mình có cái nồi áp suất á, thì mình đem mình hầm cái em này, mình hấp cái em này trong vòng khoảng 45 đến 1 tiếng là được ha. Mình thì mình xài cái lò hấp bình thường. Đây các bạn thấy không, mình quấn lại, các bạn quấn kỹ nha, nhớ quấn chắc tay để cho cái thịt bên trong nó bó lại nha các bạn. Còn cái hỗn hợp nước này các bạn có thể bỏ tủ lạnh xài trong vòng 3 ngày nha. Đây cái nồi hấp của mình nó cũng sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho giò vào, mình hấp 1 tiếng rưỡi nha các bạn. Wow, giò đã chín rồi các bạn ơi, đủ thời gian rồi, nóng lắm luôn á. À nóng quá à. Giờ mình sẽ mở giò ra cho các bạn xem nha. Nóng lắm các bạn ơi, mới ra. Thì mình đi lấy cái kéo mình cắt dễ dễ, mình bó nó nóng quá mình gỡ không được. Wow, mùi thơm bốc lên nè các bạn ơi, thơm lắm. Wow, giò mình chín rồi đó các bạn. Các bạn có thể để ăn như vậy cũng được nè, hoặc là các bạn đem chiên, các bạn thích ăn kiểu nào cũng được nha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đem đi chiên. Wow, hấp dẫn chưa. Mình bó nè các bạn thấy không, nhét thịt vô trong thì nó nằm ở bên trong đó đó, chứ nó không có bị thò ra ngoài ha. Nhìn cái giò hấp dẫn quá các bạn ha. Các bạn để nguội cái giò của mình rồi các bạn xăm nha, chút nữa các bạn sẽ lấy cái xiên để xăm nó nữa. Đó, cái giò của mình nguội rồi các bạn xăm xăm để cho cái nước ở trong đây nó chảy ra hết, rồi các bạn lấy giấy lau cho sạch cho kỹ cho mình nha. Và mình sẽ để cái giò này thiệt là nguội, hông gió rồi cho nó khô da lại, rồi mình chiên sẽ giòn sẽ ngon hơn, hoặc là có thể đem vào bỏ trong tủ lạnh nha các bạn. Clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật để chiên giò heo muối da giòn nha các bạn. Với lại mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái loại sốt đặc biệt để chấm với cái món giò heo muối của mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha.